lâu về của tuổi sáu đen. Sáu đen à? Kiểu tuổi cầm đồ cho vay nặng lãi thôi. Đấy, chồng cũ của chị đấy đến, xong rồi có đội cầm đồ đấy, người ta đến người ta đòi nợ, xong rồi chồng ấy chạy đi, người ta bắt vào đội trả tiền, người ta đập phá cướp cái đồ của chị đấy. Hôm ấy cách đây được mấy hôm rồi mà tôi bận quá không lên được. Cảm ơn anh nhé, ta lên đây trình báo. Mấy thông tin này chúng tôi cũng chưa nắm bắt hết được, chúng tôi sẽ cử người xuống địa bàn để nắm bắt thông tin và làm rõ vụ việc xem như thế nào. Nếu mà có trường hợp này xảy ra thì chúng tôi sẽ xử lý triệt để. Cũng cảm ơn các anh, mong các anh là xuống sớm để xem xét dưới tình hình dưới kia của cô đấy. Nói chung là chỗ chị kia thì cũng là người mẹ đơn thân đấy, nhưng hoàn cảnh khó khăn thì tôi đang giúp đỡ chị đấy thôi. Đúng. Đấy, tôi không đi trực tiếp đi sâu được. Thì đợt vừa rồi thì tôi cũng đi, may mắn là tôi vào kịp thời. Đấy, đội xã hội đen đang cướp bóc đấy, may quá tôi vào kịp. Cái này cũng do thiếu sót của chúng tôi thôi, bởi vì lực lượng chúng tôi bây giờ mỏng quá. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đồng chí cứ về yên tâm đi về đi nhé. Vâng, chúng tôi cảm ơn anh nhé. Chúng tôi sẽ cử người xuống địa bàn luôn để điều tra làm rõ luôn nhé. Cảm ơn anh nhé. Tôi về đây. Mình đi về nhé. Nhưng mà hết cả đó thì tôi chạy ra đây ăn canh một là hai cái gì đi ăn canh lấy ra đây sẽ cho tôi một cái tờ bản cái anh ơi. Đấy, lấy cho em bốc nhiều đi. Ok thèm nhiều lắm rồi đấy. Giờ đây anh em mời nhá. Cấu thì cũng đảm bảo rồi, phát tốt nên nó kết dính nhanh. Đều bán bóng là khoảng 2 hôm nữa là bắt đầu xây được. Cái này nó nữa là bảo mấy anh em đổ đất cho hết đi. Đổ sàn trước, đổ sàn xong mấy nữa mình xây lên, bữa nó rơi rớt thì mình còn vớt lên được, nó dùng lại được, tiết kiệm được cho tiền. Tôi bảo mấy anh em tiến hành lắp đất, tôi ra xong mới đổ nền. Ở thế hôm nay cái cậu mới đi làm à? Cậu mới báo cáo cái gì? Ở đây đấy. Hôm nay không thấy đi làm mà cũng không thấy báo cáo gì. Không biết nguyên nhân là gì đấy. Làm được mấy hôm nghỉ rồi. Hôm nay không thấy đi làm nhỉ? Nay bảo sang đây thì hộ mấy anh em
tấp đất ý, nó còn đổ lên nền. Hôm nay nghỉ, hôm nay báo cáo gì? Thôi được rồi, để cậu đấy tôi về tôi xem lại sau. Bây giờ đây tôi
đây thúc giúp anh em làm cho sớm nhé. Có cái bản vẽ của cái nhà bên kia đang lên đây. Cái khu đất nó đây này, đây là cái tuyến đường nó đi qua. Còn cái bản khu nhà thiết kế của nhà hôm nay tôi lại không cầm nhau. Tôi bây giờ có bản đồ ấy thôi, bản đồ đất là... của khu nhà đâu. Móng đi thế nào là có hết rồi nhỉ? Đấy, cứ xem qua đây. Đấy xong à, tí với tôi chạy ra chỗ khu vật liệu xem luôn. Qua vật liệu với cả xem chỗ mảnh đất đấy. Để mấy nữa là anh em tiến hành luôn. Bây giờ ra vật liệu lên nhá. Ra chỗ vật liệu. Kho vật liệu anh? Ừ, đây là kho vật liệu, một trong những kho vật liệu của chỗ công ty mình đó. Xi cát này, đây là sỏi đá xanh. Đấy, còn mấy nữa là cái nhà kia là công trình mới là người ta lên tầng ấy, thì mình sẽ lấy đá xanh này về làm móng, nó kiên cố. Rồi, bê gạch. Thì có mấy xe nó vừa chở đi rồi, mấy nữa chắc hôm nay vậy gạch viết ở đây nó xi ở đây. Thôi. Cứ ai bảo anh em thúc lúc anh em ở trong kia làm cho sớm đi. Đã có hết rồi. Đã có hết rồi. Làm sớm thì mấy nữa là lên đá xanh đi làm móng chứ. Rồi. Nhà mới. Rồi. Đoạn ở nhà kia đang cần ít đá xanh để kiên cố lại cái kè bên đằng sau ấy, đằng sau ấy. Đất hơi yếu. Thế cứ khi nào thiếu khi nào cần cứ gọi anh. Em cũng bảo xe chở qua. Ngân ơi, đi đâu nhỉ? Giờ chưa về nhỉ? Giờ này đi đâu nhỉ? Đã thấy về.
Đấy, xem vật liệu gì thiếu cứ alo nhé. Còn thiếu cứ liên hệ với hai. Đấy, còn chú xem chú cái thanh niên mới à, nói anh giới thiệu vào làm ấy. À. Xem mai anh có đi làm không nhé. Ừ. Anh không có số liên lạc đâu này.
lên xe đi, anh chở đi. Đi về. Anh đi về luôn rồi. Vườn này thì thế đấy. Vườn này nắng mưa như thế thì phát xong là cỏ nó mọc hàng lắm. Mấy đứa làm hàng rào, hàng làm cổng đây hết đi em ạ. Vâng, em đang bảo đi lấy cây ấy. Thì rào hết đi. Đấy, cây que này, cây này mai nó là rào lại hết đi em ạ. À, thằng ký chưa? Không bây giờ... Không biết em ạ. Thế dạo này có đi bán được hàng không em? Có, em đi bán được thôi. Bán được hết. Thế là tốt rồi. Cái công trình anh cũng đang nhiều việc ấy. Anh có muốn đi làm việc công trình không? Có đi làm được không? Ở sao ấy? Nói chung là công việc thì ở gần nó nhiều công trình ấy. Mà họ, nghe em họ cũng nhận được. Nói chung là nếu mà em đi làm thì để anh sắp xếp xem công việc nó vừa sức thì đi làm. Vâng, thế anh xem. Chỗ nào có việc làm thì em xin cho em làm. Đấy thì hôm nào xem em quay hết hàng rào các thứ rồi đi. Hôm nào xong việc các thứ thì vâng. Đi làm. Anh thử rào xong là có việc thì anh cho em đi làm đó. Nói chung là công việc công trường nó nhiều thôi nhưng mà nói chung nó hơi vất một tí. Nên mình đủ sức khỏe thì mới đi làm được. Em làm được. Mượn thằng kỹ sư này. Sao nó quan tâm Ngân thế nhỉ? Hay nó có tình cảm với nhau? Mình phải tìm cách. Thằng này mai nó cướp vợ mình mất đấy. Mình phải ở đây xem nó làm gì. Chờ nó làm gì. Anh lại đây ăn cơm. Thôi, em cứ lên nhà nó ăn đi. Lát anh về luôn. À mà mùa này mất nước phải không? Vâng, mất nước được mấy hôm rồi anh ạ. Em toàn đi tạm thời. À, còn nước suối mùa này nó sạch nhỉ? Vâng. Nước này mình thích thật đấy. Cái này mua được thêm vịt các thứ cũng nhiều, tốt quá nhỉ? Vâng. Quay vào nó là những vịt. Không có chỗ nào làm thì kiếm một ít tiền để mua vịt để chăn nữa. Tôi cố gắng thôi, cái đấy từ từ để sẽ nuôi được rồi. Xe ai nhỉ? Uống thế nhỉ? Lấy đi hút luôn. Đúng xe thằng ký sứ rồi. Mày lấy đi hút mày chuối. Đấy em xem mà hôm nào rảnh không đi bán hàng ấy thì lấy cây chặt cây về quê hết rồi. Vâng.
trong vài hôm nữa anh rảnh thì anh sang giúp. Thôi em cứ lên nhà nấu ăn nhé, anh cũng về đấy, anh còn chỗ việc công chợ chung trình ngoài kia nữa. Vâng, về nhé, cảm ơn anh nhiều nhé. Thôi em lên nhà đi. Đâu rồi nhỉ? Ai dắt đi đâu à? Dắt em đi đâu đi nhỉ? Không nhờ. Rõ ràng xe mình để cẩn thận mà nhỉ, không vững đường của ai mà. Quên mất không khóa cổ vào. Ai đã dắt từ đâu đi nhỉ? Alo. Ờ, Tung à? Ủa anh Nam mà, mày đang đâu ấy? Ừ, mày qua chỗ đường vào nhà anh ấy, mày qua đón anh với. Cái xe anh để ngoài đường này không biết ai dắt đi đâu hay là bị ăn cắp ăn trộm mới biết. Ờ, mày qua đón anh luôn nhá. Nghịch ngợm thế nhở? Xe màu tây này.